Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là em gái của mình. Quay quên á. Nó bảo là nhé nhon là ngại ngùng. Và bây giờ là hai anh em tụi mình sẽ đi Quay hái quên. rau su su. Mua anh quay quên lên nhờ. Mua Ừ, trả đây sổ lại hơi chứ. ta. Lành hơn. Mua mua. Mua nhờ. Ủa, đã Mua. sẽ. Lành Ủa, là tôi quay quên tay à? Ngại mà. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Cờ Tú Vlog, còn đây là đắc. cậu bé Mua quên. Lọt tha. Quay quên. Quay quên bên to cho quay. Chết trời, mà Ủa? điện tử. Quay quên hình đó à? Mà muốn bắt tao cái son. Hai, hai, hai. Hello, xin chào các bạn. Lọt to. Hôm nay sẽ đi hái lá su su. À, nước quay chân mình rồi. Mình bị té rồi. À, bên này là vườn sầu riêng của mình đây, sầu riêng, xong rồi cây bơ, xong rồi này là cây xoài. Ở dưới kia là cây bơ không á? Okay, qua này. Chỗ này là chỗ của dì nha. Đây cây su su này. Ừ, bây giờ mình sẽ hái ra. Để như này. Hái như này. Rồi ok. Mình sẽ tìm cái lá nào mà non non ăn rất là ngon luôn. Đây chanh đây. Không biết có sâu không ta. Cô quen thì ai có nhìn hạt cà su, anh nhìn con hạt cà su. Ừ, lạnh quá. Mọi người ơi, không biết là thời tiết ở Sài Gòn bây giờ là như nào ha. Chứ thời tiết ở đây lạnh quá. Nhà ai mà không có nước nóng á là đảm bảo là một hai ngày là người ta không dám tắm luôn á. Kiểu như là quá là lạnh luôn. Như nước đá luôn á mọi người. Tôi là dân ở đây nên là tôi biết rõ luôn là thời tiết ở đây rất là lạnh luôn. Đơn giản ta. Mọi người ăn lá su su này chưa? Thường thường á là ở dưới Sài Gòn á là Tú chỉ thấy người ta bán quả su su thôi chứ người ta không có ăn lá như này thì cũng kiếm lá đó nhưng mà không có lá, chỉ có su su thôi. Đi qua bên này. Đây. Mọi người biết tại sao mặc cái bộ đồ này không? Là hồi nãy là rửa chén, xong rồi rửa cái lá, cái nồi á, xong rồi mới mang cái áo này chứ quay cái này không có mang cái áo này đâu. Đó. Bây giờ là xuống dưới kia kiếm thêm vài rau nữa cho nó nhiều. Chứ hồi nãy có chút xíu hà. Trời ơi lạnh quá đi. Đây lá su su nè. Không, lá này cứng quá. Hạt cành là không ăn được. Thôi mình xuống đây đi. Mở cái này đi. Ập lên phẩm phụng ập. Đây mấy đứa nhỏ này thấy mình quay này á nên là mấy đứa nhỏ này đi nè. Phi ơi, không ai xuống dưới đâu nha. Wow, quay cho mọi người coi nè. Trời ơi, đẹp quá. Thôi, đi qua bên này. Con cẩn thận chạy nhá. Ở đây đâu có lá su su đâu, mình qua đây chi vậy? Mình qua đây chi vậy? Chi. Xin chào Ô Miên ấy. Đây bị tay này nè mọi người, thấy thương không? Xin chào Ô Miên ấy. Đi lê lê.
Ri lê lê có nghĩa là đi chậm chậm thôi á mọi người. Có like cảnh có YouTube anh Sơn. Từng mấy ấy xin ý. Xin chào Omi ấy. Xin chào. Đã giờ giới thiệu ấy. Giới thiệu mấy. Giới thiệu tên tuổi xong rồi là học lớp mấy thôi. Em tên là Bùi Ca Thu Hoài. Bùi Ca Thu Hoài. Năm nay em 10 tuổi. Em lớp 4. Xin chào cô chú đi. Em chào cô chú. Em nữa, em chào cô chú. Con chào cô chú. Con chào cô chú. Ok, con nữa. Hello. Con hello mọi người đi. Hello. Hello cô chú. Hello cô chú. Oh, hello cô chú mà hello Quỳnh Tú. Hello cậu Tú. Thời tiết ở đây lạnh lắm mọi người ơi. Bây giờ là Tú sẽ dừng cái video ở đây nha. Để lên trên kia làm đồ ăn nha. Bye bye.